Dạ vâng, em Hiền xin được kính chào các bác anh chị đang theo dõi video. Trong video báo giá ngày hôm nay thì em tiếp tục lên cho các bác anh chị nhà mình 10 chiếc bếp ga thuộc vào cái dòng bếp ga nội địa Nhật. Tất cả những cái chiếc bếp em đưa lên sóng ngày hôm nay thì nó đang còn đạt chuẩn là hàng dùng lướt, độ mới còn đạt từ 95 cho đến 99% độ mới độ đẹp của bếp ạ. Các bác anh chị quan tâm đến sản phẩm bên nhà em Hiền gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại 0979205323 hoặc kết nối với em Hiền qua Zalo cũng bằng số điện thoại 0979205323. Số điện thoại thì em ghi ở góc trái màn hình chạy suốt quá trình video. Bếp bên nhà em thì gọi như là hàng dùng lướt, chất lượng cũng như tương tự như một chiếc bếp mới, cho nên là cái chính sách bảo hành bên nhà em cũng sẽ làm như một chiếc bếp mới nhá. Sẽ bảo hành 1 năm miễn phí cho các bác anh chị. Và sau 1 năm bảo hành miễn phí, bên nhà em có hỗ trợ kỹ thuật chọn đời bếp cho các bác anh chị nhà mình ạ. Với cái dòng bếp ga nội địa Nhật này thì nó sẽ thiên về cái độ an toàn. Độ an toàn của nó sẽ là an toàn tuyệt đối luôn. Tự động ngắt lửa, tự động khóa ga, chống cháy nồi và chống giò rỉ ga các bác anh chị nhé. Đấy là những cái đặc điểm chung, cái tính năng an toàn chung của cái dòng bếp ga nội địa Nhật. Và mỗi một chiếc bếp thì nó có cái thiết kế khác nhau, thì nó có phân ra nhiều cái phân khúc giá tiền khác nhau. Ví dụ như những cái chiếc mặt gọi như là những cái chiếc cơ bản này, những cái chiếc đa chức năng, full chức năng ạ. Vâng, và cái chiếc bếp số 1 ngày hôm nay em lên cho các bác anh chị nhà mình là một chiếc bếp sẽ là mang thương hiệu là Paloma. Với cái dòng bếp ga này thì sẽ là dòng Paloma khủng long mặt đá nhá, PA61 này. Phiên gọi như là cái dòng này là cái dòng cao cấp nhất nhì của nhà Zinai ạ. Khủng long mặt đá các bác anh chị ạ. Cái giá của chiếc bếp này hiện tại bây giờ là 5.500.000 đồng này. 5.500.000 đồng là bao gồm cả phí ship rồi. Em có giao hàng đến tại nhà cho các bác anh chị. Và các bác anh chị nhà mình sẽ được kiểm tra bếp, test bếp rồi mình mới thanh toán cho bên vận chuyển nhá. Hàng nhà em vừa mới về cho nên là sẽ có cái tông màu như này. Còn mỗi hôm các bác anh chị xem video cũng biết rồi, có những hôm là em lên cái tông màu trắng đen, có những hôm em lên màu đỏ đen, nhưng mà hôm nay là với cái tông màu tối toàn phần như này này các bác anh chị ơi. Anh chị nào mà chúng ta thích cái tông màu tối như này thì chúng ta sẽ đừng có bỏ qua cái chiếc bếp này nhá. Dòng này là dòng khủng long mặt đá đấy các bác anh chị ạ. Bo chi lửa của nó thì sẽ là bằng đồng đúc nguyên khối như này này. Bo chi lửa bằng đồng đúc nguyên khối đẹp như này nhá. Giá của chiếc bếp này em sẽ báo thêm một lần nữa là 5.500.000 đồng bao gồm cả phí ship rồi. Em có giao bếp đến tại nhà cho các bác anh chị đấy. Lửa thì rất là xanh, lửa rất là đẹp đây này. Lửa xanh đẹp chưa? Đẹp tuyệt vời đúng không các bác anh chị ơi. Không có cái dòng lửa nào mà nó đẹp như cái dòng lửa của bếp ga nội địa Nhật cả. Chỉ có dòng bếp ga nội địa Nhật thì nó mới có cái ngọn lửa xanh và đẹp như thế này các bác anh chị ạ. Với cái dòng này là full chức năng, thì full chức năng thì nó có những cái tính năng gì ạ? Ngoài những cái tính năng an toàn mà em đã nêu lên ở như đầu video rồi, thì cái chiếc bếp này này thì nó còn có thêm những cái tính năng. Ví dụ như thế là hẹn giờ của cả hai bếp luôn nhá. Chiếc bếp này thì có thể hẹn giờ được cả hai bếp luôn ạ. Có chế độ nấu cơm và hầm cháo này. Có thêm điều chỉnh nhiệt độ của bếp sẽ từ 140 ạ. Từ 140 lên đến 200 độ C, có chế độ 3S để duy trì ngọn lửa khi rang đồ khô và có thêm chế độ đun nước sôi tự ngắt ạ. Hẹn giờ của lò nướng và lò nướng thì sẽ là dòng lò nướng 2 tầng lửa nhé. Khay vị nướng thì bằng inox không dĩ như này. Em sẽ cho các bác anh chị xem khoang lò nướng này, mới tinh đẹp như này, xuất sắc luôn đúng không ạ? Giá là 5.500.000 đồng nhé, mẫu bếp số 1 ngày hôm nay. Bây giờ thì em Hiền xin phép sang chiếc bếp số 2. Vẫn là cái phân khúc khủng long mặt đá, nhưng mà cái phân khúc này thì nó lại khác biệt một chút. Và trước khi vào giới thiệu chi tiết em sẽ báo giá nào. Giá của chiếc bếp này ngày hôm nay sẽ là 5.100.000 đồng nhá. 5.100.000 đồng. Và cái viền của nó là được mạ chrome nhá. Viền của nó thì là dòng khủng long mặt đá là viền như nhau rồi. Và cái dòng này nó sẽ là dòng họng đúc. Và cái dòng họng đúc thì lửa là cực đẹp luôn. Bo chi lửa đây bằng đồng đúc nguyên khối, nhưng mà nó sẽ dày dặn như này này. Chắn dầu mỡ phía trên là sẽ bằng inox nhá. Mỗi chiếc bếp thì nó lại có cái đặc điểm khác nhau, cho nên là bếp thì tất cả đều đẹp như mới rồi, hàng là hàng dùng lướt rồi. Các bác anh chị nhà mình chỉ cần nhìn qua cái kiểu cách của bếp thôi, mình ưng cái tông màu nào và mình ưng cái thiết kế nào thì mình chốt cái chiếc đấy thôi. Còn độ mới độ đẹp của nó như nhau. Ví dụ như cái dòng này nó đều đạt từ 98 đến 99% độ mới độ đẹp. Với cái dòng này thì nó quá bền, quá xuất sắc luôn ạ.
Với cái chiếc này thì nó lại có hai đồng hồ riêng biệt nhé, một đồng hồ của bếp nấu, một đồng hồ của lò nướng. Thì cái dòng mà có hai đồng hồ riêng biệt thì chúng ta có thể hẹn giờ đồng thời một lúc cả bếp nấu và cả lò nướng luôn. Đấy là cái ưu điểm của cái dòng này. Nói chung là cái chiếc này thì nó rất nhiều ưu điểm. Thứ nhất là họng đúc, thứ hai là có hai đồng hồ hẹn giờ của bếp nấu và lò nướng riêng biệt, cũng có thể hẹn giờ được cả hai bếp ạ. Có chế độ 3S để duy trì ngọn lửa khi rang đồ khô, có chế độ đun nước sôi tự ngắt nhé. Đây ạ, có chế độ là điều chỉnh nhiệt độ bếp từ 160 lên đến 200 độ C ạ. Nấu cơm hầm cháo, lò nướng 2 tầng lửa và có hẹn giờ của lò nướng. Và cái dòng lò nướng này nó sẽ có thêm nhiều cái tính năng để chúng ta chọn. Ví dụ như thế là nướng đồ tươi này, nướng đồ khô, nướng cá, nướng thịt tùy theo món ăn hàng ngày mà chúng ta chọn nhé. Có thể là chọn nướng giòn, có thể chọn nướng mềm nào. Giá của chiếc bếp này là 5.100.000 đồng. Đấy, rất là đẹp luôn. Các bác anh chị nhà mình ưng cái màu nào, ưng cái kiểu nào thì cứ kết nối với em. Số điện thoại của em thì ghi ở góc trái màn hình chạy suốt quá trình video rồi ạ, 0979205323. Sang chip số 3 ngày hôm nay nào. Chip số 3 ngày hôm nay vẫn là dòng khủng long mặt đá, nhưng mà phiên bản đời đầu ạ. Với cái chiếc bếp này thì giá của nó chỉ có 4 triệu đồng thôi nhá. Dòng này là vẫn là dòng khủng long mặt đá, nhưng mà là cái phiên bản đời đầu nè. Chỉ là phiên bản đời đầu thì nó sẽ kiếm tiền hơn một chút. Vẫn là cái dòng họng đúc nhá, bo chi lửa bằng đồng đúc nguyên khối đây. Chán dầu mỡ phía trên vẫn là bằng inox. Ngày hôm nay thì em sẽ lên cho các bác anh chị nhà mình 3 mẫu bếp khủng long mặt đá như này nè. Mình ưng cái màu nào nè, 4 triệu đồng nè, 5 triệu 100 ngàn đồng và 5 triệu 500 ngàn đồng là 3 cái mẫu khủng long mặt đá ngày hôm nay nhá. Đấy, với cái dòng khủng long mặt đá thì đều là phun chức năng cả rồi, đều là phun chức năng cả, thì tính năng của nó thì hầu như là như nhau cả. Các bác anh chị mà ưng cái khung giá tiền nào và ưng cái mẫu nào thì cứ kết nối với em thôi, em sẽ chụp hình gửi qua Zalo cho các bác anh chị nhà mình thêm ạ. Sang chiếc số 4 nào. Chiếc số 4 ngày hôm nay lên cho các bác anh chị nhà mình là một chiếc bếp dòng mặt kính mang thương hiệu Zinai. Chiếc bếp này là dòng mặt kính giả vân đá nhá, kiềng bằng inox này, phun inox các bác chị nhá, bo viền bằng inox, kiềng inox, chắn dầu mỡ bằng inox, thoát hơi lò nướng bằng inox nhá. Mặt kính giả vân đá phun inox đẹp như thế này nào. Và giá của chiếc bếp này là bao nhiêu? 4 triệu 500 ngàn đồng ạ. 4 triệu 500 ngàn đồng một chiếc bếp mặt kính phun inox, bo chi lửa đẹp chưa các bác anh chị ơi? Nào các bác anh chị nhà mình thấy bo chi lửa nào, bằng đồng đúc nguyên khối nhá, vàng óng ánh đẹp như thế này nào, vàng óng ánh rất là đẹp luôn nè. Với mức giá ngày hôm nay là chiếc bếp này sẽ có giá là 4.500.000 đồng nhá, 4.500.000 đồng. Mặt kính nè, mang thương hiệu là Zinai, phun chức năng, hai đồng hồ riêng biệt, một đồng hồ của bếp nấu, một đồng hồ của lò nướng. Đã là phun chức năng rồi thì đều có tính năng là nấu cơm, hầm cháo, 3S để duy trì ngọn lửa, chế độ đun nước sôi tự ngắt và ngắt sau 5 phút ạ. Điều chỉnh nhiệt độ sẽ từ 160 lên đến 200 độ C của bếp ạ. Đã là chiếc bếp số 4 rồi, giá là 4 triệu thôi. Ngày hôm nay thì gọi như là cái chiếc bếp này chọn làm giao lưu với các bác anh chị nhà mình đi, 4 triệu 300 ngàn đồng nhá. Giảm cho các bác anh chị nhà mình 200 ngàn đồng một chiếc duy nhất ngày hôm nay thôi nha. Bây giờ thì em hiện sang chiếc số 5 nè, tới dòng cơ bản rồi ạ. Bây giờ thì sẽ lên cho các bác anh chị nhà mình những cái phân khúc là cái dòng nấu nướng cơ bản. Với cái dòng nấu nướng cơ bản thì nó vẫn sẽ là đáp ứng được mọi cái tính năng an toàn của bếp. Rất nhiều gia đình chúng ta chỉ cần một chiếc bếp ga nội địa Nhật và dùng với cái tính năng là cơ bản tự động ngắt lửa, tự động khóa ga thôi, không cần dùng đến hẹn giờ nấu cơm hầm cháo, thì chúng ta sẽ chọn những cái dòng cơ bản như này nhé. Và cái dòng cơ bản như này thì nó luôn luôn được xếp vào là cái dòng nồi đồng cối đá. Cái chiếc bếp số 5 này mang thương hiệu là Paloma, ngoài tính năng nấu nướng an toàn ra, bếp cũng có thêm một cái phím hẹn giờ 30 phút giúp em nhé. Bếp thì sẽ được sản xuất tháng 10 năm 2021 và giá của chiếc bếp này ngày hôm nay lên cho các bác anh chị nhà mình là 3 triệu đồng nhé. 3 triệu đồng, bếp mặt men đời cao nhé. Dòng bếp mặt men và đời cao các bác anh chị nhé. Mặt men được gỗ kim tuyến đẹp như thế này nè. Giá ngày hôm nay là 3 triệu đồng chẵn các bác anh chị nhé. Quá đẹp, quá xuất sắc luôn nè. Sang chiếc số 6 ạ.
số 6 ngày hôm nay là sẽ là dòng kiếm bạn ạ. Với cái dòng này, với cái chiếc này thì em khẳng định là không khác gì một chiếc bếp mới cả. Các bác anh chị nhà mình đang mua cái chiếc bếp mới như thế nào thì chúng ta nghĩ ngay là cái chiếc bếp số 6 của em ngày hôm nay là sẽ như thế nhá, đẹp như mới đây các bác anh chị ạ. Thì ngày hôm nay em lên cả phím nhấn, cả phím vặn cho các bác anh chị nhà mình lựa chọn cái chiếc bếp này là với cái tông màu kem sáng, tông màu ghi sáng nhá. Bếp được sản xuất tháng 11 năm 2022 ạ. Bếp sẽ được sản xuất tháng 11 năm 2022. Đẹp như mới, đẹp như thế này luôn ạ. Gọi như là như một chiếc bếp mới rồi. Nó không khác gì cả. Nói gọi là thiếu cái thùng để chúng ta đập hộp thôi. Nhưng mà khi mua bên nhà em thì em cũng có đóng vào thùng. Thì các bác anh chị gọi như là đập hộp một chiếc bếp đạt như mới ạ. Giá của chiếc bếp này vẫn là 3 triệu đồng nào. Được sản xuất tháng 11 năm 2022 nhé. Bây giờ thì em sẽ đi vào này. Họ đánh lửa của bếp tim cả biến nhiệt như thế này và mặt của bếp, thậm chí là cái chiếc bếp này mặt của nó em còn không nhìn thấy cả vết chầy vết xước ở đâu các bác anh chị nhá. Gọi như là quá xuất sắc với cái chiếc bếp này này, quá xuất sắc luôn ạ. Mẫu bếp số 6 ngày hôm nay với mức giá là 3 triệu đồng nhá. 3 triệu đồng các bác anh chị ạ. Bây giờ sẽ sang chiếc số 7. Chiếc số 7 là với cái tông màu vàng cát nè, với cái tông màu vàng cát như này nhá. Mặt của chiếc bếp này thì trước khi vào giới thiệu em sẽ nói hẳn luôn là cái chỗ này nó có vài cái vết chầy nhỏ nhá. Đây, vài cái vết chầy ở đây. Nó sẽ không ảnh hưởng gì đến chất lượng của bếp, nhưng mà bếp như thế nào, hiện trạng bếp như thế nào thì em sẽ giới thiệu rõ như thế. Mang thương hiệu Zinai, sử dụng bằng phím nhấn đề, được sản xuất tháng 9 năm 2020. Và giá của chiếc bếp này thì nó chỉ có là 2.700.000 đồng thôi. Tại vì là nó gọi như nội thất còn rất là xuất sắc, nhưng mà do bề ngoài nó có vài cái vết lỗi nhỏ như thế thì em có giảm nào. Giá của chiếc này là 2.700.000 đồng, giá của chiếc bếp số 7 ngày hôm nay nhé. 2,7 triệu đồng các bác anh chị. Đây, màu của nó thì rất là đẹp nào, màu vàng cát được phủ kim tuyến nhé. Đảm bảo là nhìn bên ngoài nó sẽ đẹp hơn bên trong. Đảm bảo là nhìn bên ngoài nó sẽ đẹp hơn cái chất lượng hình ảnh bên trong của bếp nhé. Rồi, em hiện sang chiếc số 8 ngày hôm nay ạ. Số 8 ngày hôm nay là cái dòng vẫn là dòng nấu nướng cơ bản, nhưng mà giá tầm trung nào, mặt men nhưng mà là giá vân đá nào. Chiếc bếp này sẽ có mức giá là 2.400.000 đồng ạ. 2.400.000 đồng là giá của chiếc bếp số 8 ngày hôm nay nhá. Mặt men giá vân đá đẹp như này đây các bác anh chị này. Cái chiếc này thì đạt được gọi là 98% độ mới độ đẹp của bếp ạ. Với các bác anh chị nhà mình mà chỉ cần một chiếc bếp phục vụ trong cái việc nấu và nướng an toàn đấy, thì chúng ta cũng chỉ nên lựa là dùng cái dòng cơ bản như này thôi. Luôn luôn được xếp vào là nồi đồng cối đá nhá. Độ bền thì cực kỳ cao rồi, đẹp thì khỏi phải bàn luôn ạ. Vâng ạ, 3-40 năm tuổi thọ của bếp, dùng vừa an toàn và lại vừa tiết kiệm ga nào. Giá của chiếc bếp số 8 ngày hôm nay chỉ có mức giá là 2.400.000 đồng. Với cái mức giá này là các bác anh chị nhà mình ngồi ngay tại nhà và nhận hàng giúp em nhé. Có kiểm tra bếp, test bếp rồi mình mới thanh toán cho bên vận chuyển nào. Bếp phía dưới thì em có bao lưới chống chuột cho các bác anh chị nhà mình ạ. Có bao lưới chống chuột rồi ạ. Sang chiếc số 9 ngày hôm nay thì lại rất là đặc biệt luôn. Chiếc bếp số 9 ngày hôm nay là cái phiên bản sử dụng bằng phím nhấn đề, nhưng mà cái dòng này là dòng không lò nướng ạ. Với những gia đình, những anh chị mà chúng ta chỉ cần một cái chiếc bếp ga nội địa Nhật nấu an toàn, không cần dùng đến nướng tại vì nó phức tạp hơn, thì chúng ta sẽ lựa những cái dòng không lò nướng như này. Sử dụng thì dễ dàng, cơ bản, và cái khuyết điểm của cái dòng không lò nướng là giá tiền của nó có cao hơn cái dòng có lò nướng là 300.000 đồng trên một bếp. Có nghĩa là nó có cao tiền hơn cái dòng có lò nướng là 300.000 đồng trên một bếp. Chỉ có vậy thôi, còn tất cả của nó đều là đạt những ưu điểm và cái điểm tối đa luôn. Với cái thiết kế đơn giản thì độ bền của nó lại nhân lên tuổi thọ cực kỳ cao luôn. Có nghĩa là cái dòng bếp thông thường các bác anh chị nhà mình dùng 20-25 năm thì cái dòng này thì các bác anh chị nhà mình nhân thêm cho em 10 năm nữa các bác anh chị nhé. Với cái phiên bản dòng không lò nướng thì bên nhà em hiện có mức giá từ 2.300.000 đồng lên tới những cái chiếc là 3.300.000 đồng. Thì cái chiếc bếp số 9 ngày hôm nay em lên đây là nó nằm ở cái mức giá tầm trung ạ, 2.700.000 đồng nhá. Mặt men phủ kim tuyến đẹp như này nhá. Kiềng sẽ là kiềng bản dày như này, quá đẹp, quá xuất sắc luôn, đúng không các bác anh chị ơi. Bo chi lửa thì bằng hợp kim nhôm, tim đánh cảm biến nhiệt này, họng đánh lửa đẹp như mới như này. Và giá của chiếc bếp số 9 ngày hôm nay hiện tại là bao nhiêu nào? 2.700.000 đồng ạ. 2.700.000 đồng cái phiên bản dòng không lò nướng như này.
Còn bác nào, anh chị nào muốn cái dòng tiền cao hơn cũng cứ kết nối với em. Còn muốn cái dòng tiền thấp hơn thì cũng cứ kết nối với em nhé. Đã qua 9 mẫu bếp rồi. Bây giờ thì em sẽ sang chiếc số 10 ngày hôm nay nhé. Chiếc số 10 ngày hôm nay thì vẫn là một cái chiếc mặt men mà mới tông màu đen đẹp như thế này này. Giá của chiếc bếp này vẫn là 2.400.000 đồng ạ. 2.400.000 đồng là giá của chiếc bếp số 10 ngày hôm nay. Và cũng là cái chiếc bếp cuối cùng ngày hôm nay gửi lên cho các bác anh chị nhà mình ạ. Dạ vâng, em Hiền xin phép được tạm dừng video ngắn ngày hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại các bác anh chị nhà mình trong những video tiếp theo và cái khung giờ buổi trưa và buổi tối hàng ngày ạ.